Xin chào các bạn, mình tên là Voi, mình sẽ sinh nhật 5 tuổi rồi. Hôm nay mình sẽ đọc chuyện đúng là tớ. Các bạn là nghe mình đọc nhé. Và ủng hộ cho mình. Chiều cuối năm, từ sáng nhà cùng hối hạ đi về nhà, chào ô tô, chào xe máy, chào tất cả, em về bà. A đàn gà, ô đàn bò, cánh đồng bò, cánh đồng to, bên thấm nước, khi phía trước, bằng ông bà, bên cây đa, đang vẫy gọi. Này thịt đông, này canh đưa, này bắp cải, xào cá chua. Tiếng gì đó, em thức dậy, thấy cả nhà. Cậu rửa xe, mẹ rửa lá, bà kho cá, mợ quắng hoa, mâng ngũ quả, lên bàn thờ. Ông thẳng thơ, ngồi đọc báo, mẹ thải táo, ba đánh đầy. Nào đi chợ, mua cành đào, rất nháo nhào. Đúng là tớ. Cành đào nhỏ, cành đào to, cắm đào phai, hai đào bích, nhìn em thích các loại đào. Ấn điện thoại, coi bánh nào, rộ gạo trắng, rộ đố vàng, rộ lạng mề, rộ lá xanh. Chiếc bánh nhỏ của trẻ con, còn bánh to, rượi mâm biếng. Xếp bánh vào, đổ thêm nước, bà nướng khoai, ông kể chuyện. Đêm đau thừa, bà chưa ngủ, ông chưa ngủ, mẹ chưa ngủ, ba chưa ngủ, em chưa ngủ. Cứ lên trời chiếc áo mới, cứ lên trời chiếc khăn len, cứ lên trời một đựa uất, cứ lên trời bá quèn. Sáng mồng một sạch bình thường, thơm từng chiếc cưa tạo cả chuốc. Mặc áo mới đi vệ sinh, ba chụp hình mệt gà tóc. Chúc ông bà nhiều sức khỏe, chúc ba mẹ vui tuổi già, chúc cháu bà mau chóng lớn. Ông lì xì, bà lì xì, bá lì xì, cô lì xì, em làm đi, em đưa mẹ. Ăn mức rửa, có hạt rưa, chạm ngủ trưa. Đúng là tớ. Đến bùng bốn, hết Tết rồi, phải về thôi, con đi học. Tạm biệt ông, tạm biệt bà, có tức là em về nhà.